Sáng nay, các thí sinh của Lào Cai đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Thời gian làm bài là 90 phút. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi. Kết thúc ngày thi thứ nhất mùng 3 tháng 6, các thí sinh đã hoàn thành hai bài thi toán và ngữ văn. Toàn tỉnh có 95 thí sinh vắng mặt. Sáng nay mùng 4 tháng 6, thi môn ngoại ngữ, toàn tỉnh có 360 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ. Các em hoàn thành bài thi với tâm thế khá thoải mái, tự tin. Đề em thấy khá vượt sức ạ. Em làm được ạ. Chắc tầm 7 đến 8 ạ. Sau khi làm bài thi ba môn em nghĩ em đạt được mục tiêu của mình. Hôm nay các bạn đều làm bài nghiêm túc, không vi phạm quy chế thi. Em thấy đề cũng khá là ổn, em nghĩ nhiều bạn có thể làm được. Em nghĩ là bài làm của em ổn hết ạ. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 20 hội đồng chấm thi, trong đó một hội đồng chấm thi tập trung do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.